Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quán bar, vũ trường, massage hoạt động ở vùng xanh. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sở Y tế vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Theo Sở Y tế, đơn vị này đã tổ chức họp với các chuyên gia y tế để lấy ý kiến về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các lĩnh vực hoạt động. Qua đó, Sở Y tế đề xuất căn cứ 4 cấp độ dịch để cho hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, quán bar, massage, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quy định. Dịch vụ làm tóc bao gồm cắt tóc, bán hàng rong, vé số dạo, tổ chức hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời. Trong đó, Sở Y tế đề xuất cho dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, massage, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quy định được hoạt động ở khu vực đạt nguy cơ cấp 1 vùng xanh. Điều kiện là người làm việc phải được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Người tham gia cũng phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Ở địa bàn có nguy cơ dịch cấp độ 2 và 3, các dịch vụ trên cũng được phép hoạt động nhưng không quá lần lượt 50% và 25% công suất. Người làm việc và người tham gia cũng phải đủ điều kiện như ở địa bàn cấp 1. Riêng khu vực có nguy cơ dịch cấp 4, các dịch vụ nguy cơ cao trên không được hoạt động. Đối với các cơ sở làm tóc, bao gồm cắt tóc, ngành y tế đề xuất cho phép hoạt động ở các khu vực có nguy cơ cấp 1 với điều kiện người làm việc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh. Tại các địa bàn cấp 2, 3 và 4, dịch vụ này cũng được hoạt động nhưng không được quá lần lượt 75%, 50% và 25% công suất. Người làm việc cũng phải tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh. Sở Y tế thành phố cũng đề xuất bán hàng rong và vé số dạo được hoạt động ở các địa bàn có nguy cơ dịch cấp 1 và cấp 2. Ở địa bàn cấp 3, ngành y tế đề nghị cho hai loại hình này được trở lại kinh doanh nhưng kèm điều kiện người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Riêng ở khu vực có nguy cơ dịch cấp 4, không được bán hàng rong và vé số dạo. Với hoạt động tập trung đông người trong nhà và ngoài trời, ngành y tế đề xuất không hạn chế số lượng ở khu vực đạt nguy cơ dịch cấp 1. Địa bàn cấp 2, cấp 3, 4 được tổ chức hoạt động trong nhà và ngoài trời nhưng không quá lần lượt 75%, 50% và 25% sức chứa. Điều kiện tổ chức là người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.